Quý vị và các bạn thân mến, vòng thi đấu cuối cùng của chúng ta mang tên hợp sức luật chơi như sau. Các bạn nhóc tì sẽ là người trả lời câu hỏi được đưa ra từ chú Minh Xù. Và chúng ta chỉ có 60 giây trả lời thật nhanh mà thôi. Nếu như câu nào khó quá thì các con giơ bảng trợ giúp lên. Giơ lên nào. Khi đó, các cô chú trong đội của mình là Ali Hoàng Dương, là Hansara và là ST sẽ trả lời thay cho các con câu hỏi đó. Và lưu ý, quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất mà thôi. Vòng này là vòng gỡ điểm hoặc là bị trừ điểm. Vì sao? Vì trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ nhận được cho đội mình 10 điểm. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Cho nên là các cô chú cũng phải cẩn thận giúp đỡ các con mà trả lời sai thì cũng bị trừ điểm nha. Các con ơi, tự tin lên nào. Dạ. Vì dạ. Còn một vòng nữa thôi, rất là nhanh chóng. Đội nào thì trước giơ tay. Trời ơi. Sao vậy ST? Hoàng Anh giơ tay mà. Kêu trời ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hoàng Anh ơi, con thi trước con có tự tin không? Con tự tin hả? Dạ. Đội mình đang là điểm số cao nhất. Dạ. Con ráng ghi về thêm nhiều điểm nữa nha. Dạ. Rồi, Hoàng Anh sẽ bắt đầu tập trung vào những câu hỏi được đặt ra từ Minh Sù. Chỉ có 60 giây cho đội mình mà thôi. 60 giây dành cho Hoàng Anh. Bắt đầu. Hoa gì nở vào ban đêm, mùi hương thơm ngát, màu trắng, dùng để ướp trà? Dạ, hoa trắng. Chưa chính xác. Mang tên là gạo nhưng chẳng thể nấu thành cơm, đó là hoa gì? Trời giúp không? Trời giúp hay bỏ qua? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bỏ qua. Con gì nhỏ bé nhưng lại có gan kiện ông trời? Dạ, con cóc. Chính xác. Con gì có bốn cẳng chạy thật là nhanh, suốt đời ngủ đứng? Con gì có bốn cẳng chạy thật nhanh, ngủ đứng thôi suốt đời? Bỏ qua. Thông thường, con người có mấy ngón tay? Con người có mấy... 10 ngón tay, chính xác. Thông thường, con người có mấy ngón chân? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Dạ, 5. Chưa chính xác. Loài bò nào được con người nuôi dưỡng để lấy sữa? Dạ, bò sữa. Bò sữa. Kể tên một loại cây. Hết giờ rồi, sao con không dùng quyền trợ giúp? Con có quyền trợ giúp mà con quên đúng không? Thôi, con tự giỏi rồi. Đúng rồi, rất giỏi, vỗ tay cho bạn. Wow. Điểm số hiện nay của đội ST và Hoàng Anh là 135 điểm. Còn hai đội còn lại, xin mời bà hội đồng. Rồi, bà hội đồng của chúng ta đã rất là tự tin và sẵn sàng để bước vào trận đấu của mình. 60 giây dành cho Thanh Tuyền. Bắt đầu. Loài gì có cánh hay bay vo ve, khi vào mâm tiệc gặp nó thì tránh xa? Loài gì có cánh hay bay vo ve, khi vào mâm tiệc thì phải tránh xa nó ra? Con muỗi. Con muỗi. Chính xác. Một món canh có vị chua được nấu từ me, cà chua, cá, tên gọi chung là gì? Trợ giúp. Món gì? Canh có vị chua được nấu từ me, cà chua, cá, tên gọi món canh đó là gì? Canh chua. Canh chua, chính xác. Một năm có bao nhiêu tháng? Bỏ qua. Bỏ qua. Trung bình một tháng có bao nhiêu ngày? 380 ngày. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Chưa chính xác. 30 ngày thôi. Một tuần có bao nhiêu ngày? Một tuần có bao nhiêu ngày? Cố lên, bỏ qua cũng được. Bỏ qua. Bỏ qua. Cái gì treo trên tường dùng để xem giờ? Đồng hồ. Chính xác. Khi ngồi trên xe ô tô, bé phải cài dây gì để dây an toàn? Hết giờ rồi. Tiếc quá, câu cuối cùng của chúng ta không trả lời được. Chứ không thôi là đội con được 140 điểm rồi. Không sao cả, điểm số đang rất cao, 130 điểm. Chúc mừng. Vậy là chúng ta còn một ẩn số nữa. Ẩn số Ngọc Hà. Và bây giờ 60 giây dành cho bạn Ngọc Hà và Hansara. Bắt đầu. Thông thường, phô mai được làm từ gì? Sữa. Sữa, chính xác. Khi mây đen kéo đến là dấu hiệu cho hiện tượng thời tiết nào sắp xảy ra? Mưa. Mưa, chính xác. Loại trái cây gì rất chua, thân dài, thường dùng để nấu canh chua? Thơm. Chưa chính xác. Lông bò sữa có màu gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Thông thường, màu của con gà trống có màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ, chính xác. Loài heo nhỏ có màu đen thường được nuôi ở vùng đồi núi là heo gì? Trợ giúp. Heo gì đấy ạ? Loài heo nhỏ có màu đen thường được nuôi ở vùng đồi núi là heo gì? Bỏ qua. Trong bài hát cho con, ba sẽ là cánh chim để làm gì cho con?
con hát đi, ba sẽ là cánh chim. Con biết bài đó không? Bỏ qua. Bỏ qua. Trong bài hát cho con, mẹ sẽ là cành hoa. Hết giờ rồi. Ủa, cái con heo là con heo gì đấy ạ? Con heo mọi. Oh, wow, em không biết heo đó. Nhưng không sao cả, ngày hôm nay thì tất cả các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã rất là cố gắng và tuyệt vời xuất sắc vượt qua cả 4 vòng thi. Chúc mừng các con. Điểm số chung cuộc như sau: 110 điểm là điểm số của Hansara và Ngọc Hà, 130 điểm là điểm số của Ali Hoàng Dương và Bảo Hội Đồng Thanh Tuyền. Và chắc chắn cuối cùng rồi, đội thi còn lại chỉ hơn 5 điểm mà thôi, rất là ngoạn mục khi về đích. Và là đội chơi chiến thắng chung cuộc trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được chúc mừng cho ST và Hoàng Anh. Yeah. Ủa sao trốn ở dưới vậy? Dưới lên đúng không con? Xin mời ba đội chơi ra sân khấu nhận quà. Nào nào nào, qua đây qua đây qua đây. Mỗi bạn nhỏ sẽ được một cái gấu bông. Rồi xin mời ba bạn qua bên kia. Đứng xích qua bên trái nào, cho đẹp hình nào, đúng rồi. Quà ở đây chưa hết đâu. Sao mà con đưa chú ST cầm cái gấu bông vậy? Bởi vì con biết là con sẽ cầm cái khác đúng không? Đây chính là giải thưởng đội xuất sắc 10 triệu đồng dành cho đội của ST và bạn Hoàng Anh. Yeah. Và bên cạnh đó, để động viên tinh thần cho các bạn nhỏ, chúng tôi còn có thêm giải thưởng là nhóc tì bản lĩnh. Giải thưởng 4 triệu đồng dành cho bạn nhóc tì đã cùng với nhân vật khách mời của chúng tôi giành giải xuất sắc ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Hoàng Anh. Yeah, chào con luôn nha. Cảm ơn ba khách mời vì đã đến đây tham gia cùng chương trình với các bạn nhỏ và mang lại rất là nhiều tiếng cười dành cho tất cả quý vị khán giả. Chúc cho ba ca sĩ của chúng ta sẽ có thật nhiều thành công hơn nữa, được hàng triệu tất cả quý vị khán giả yêu mến. Còn bây giờ tất cả chúng tôi phải dành một lời hẹn cho tất cả quý vị vào tuần sau lúc 10 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.